Thưa quý vị khán giả, mỗi dịp Tết đến xuân về, các chợ hoa xuân được nhóm trên khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh mang đến không khí Tết, không khí vui tươi, nhộn nhịp cho những ngày tiễn năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới. Và riêng ở thành phố Tây Ninh, chợ hoa xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng trên bến dưới thuyền. Duy trì đến nay đã hơn 10 năm, là dịp được trông chờ nhất trong năm. Không chỉ là của người dân trong tỉnh mà còn của nhà vườn, các nghệ nhân để giới thiệu đem đến những loại hoa kiển đẹp nhất cho người dân lựa chọn, trưng bày cho gia đình mình dịp Tết. Sau đại dịch Covid-19, năm nay, chợ Hoa Xuân thành phố Tây Ninh trở lại với người dân Tây Ninh quy mô hơn với 376 lô, tăng 90 lô so với năm trước, được tổ chức tại hai khu vực. Khu vực 1 tại bờ rạch Tây Ninh thuộc phường 1, phường 2 và khu 2 tại vị trí khách sạn Hòa Bình cũ thuộc phường 3 thành phố Tây Ninh. Chỉ riêng khu vực 1 xung quanh bờ rạch Tây Ninh, khu vực truyền thống diễn ra chợ hoa từ trước đến nay, ban tổ chức phân ra 322 lô cho các nhà vườn, tiểu thương và nghệ nhân bốc thăm lựa chọn cho mình địa điểm kinh doanh thích hợp. Tại khu vực này có những nhà vườn đã gắn bó với chợ hoa cả chục năm, như chị Phạm Thị Minh Thư, một nhà vườn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chị mang đến chợ hoa cúc đại đoá và cúc mâm xôi. Theo chị, với sức mua của năm nay, dự tính 1.000 chậu hoa chị mang đến chợ hoa sẽ được tiêu thụ hết. Chợ hoa này giúp cho nhà vườn có cái đầu ra của sản phẩm, giúp cho những người dân ở đây có thể mua bông về trưng Tết, ngày Tết. Để giúp cho các nhà vườn, tiểu thương an tâm kinh doanh, ban tổ chức hội chợ Hoa Xuân thành phố rất quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự. Thành phố cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan của thành phố để chuẩn bị. Thứ nhất là về an ninh trật tự thì chỉ đạo cho các cái địa phương có liên quan cũng như là bên về phía công an phân công các cái lực lượng để đảm bảo về an ninh trật tự. Chợ Hoa Xuân thành phố Tây Ninh đã khai mạc vào tối 14 tháng 1 nhằm ngày 23 tháng Chạp, với chương trình nghệ thuật hấp dẫn thu hút đông đảo người dân đến xem, tạo sự khởi đầu tốt đẹp đối với các hoạt động trong thời gian họp chợ. Chợ hoa thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm ngay sau lễ khai mạc. Tôi thấy chợ hoa năm nay rất là nhộn nhịp, mọi người đi chợ hoa rất là vui vẻ, đông đúc. Đặc biệt là thấy có bán rất là nhiều các loại hoa khác nhau, đầy cái màu sắc rất là thu hút, rực rỡ. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, đến giờ khai mạc, hầu hết các lô kinh doanh đã được lắp đầy, hứa hẹn một mùa kinh doanh thuận lợi, sung túc. Thì cho tới thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái nhà vườn cũng như là tiểu thương trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đã đến sắp qua để mà kinh doanh bắt đầu đầy đủ. Hiện nay thì cơ bản là các tiểu thương đã buôn bán sung túc, thì cũng như là người dân khách hàng thì cũng đang đến để mà xem và mua qua để về trưng Tết nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Chợ Hoa Xuân thành phố Tây Ninh sẽ diễn ra đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, sẽ thêm nhiều loại hoa kiển đẹp được mang đến chợ hoa, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, mua sắm của người dân.